À, chào chú, tôi đây, Hải đây. Bà Hải này, em có việc quan trọng muốn gặp bạn. À, quan trọng hả? Được rồi, tôi sẽ nhắn tin ngay nhá. Có chuyện gì đấy anh? Em ơi, em có nhớ chú Chí mà ở khu tập thể chạy cao nhà cũ mình không? Sao ôi, chả qua ấy, là biết nhà mình có tí chức quyền, chắc là định nhờ vả chứ gì. Cái việc gì mình đáng thì mình giúp, còn không thì thôi, em từ chối cho anh đỡ khó xử. Ok em. Ui, anh cứ dễ dãi quá ấy. Kệ anh. Bao uống nước ạ? Vâng. Phải nói là cái căn nhà của bác vừa to vừa đẹp, hơn hẳn cái gian tập thể ngày xưa ấy, vừa cũ vừa nát, lớn cứ dính mưa cái là rột ướt hết cả, do khổ ấy. Vâng, bác Chí cứ quá khen chứ hai vợ chồng em xây cái nhà này cũng phải vay mượn nhiều đấy ạ. Không biết là bao giờ mới giả hết nợ. Mà cái anh cu Nam nhà bác bây giờ chắc lớn lắm rồi nhỉ? Nói thật nhất, bây giờ mà gặp nó ngoài đường em chịu không nhận ra đâu. Mà thằng cu Minh em ấy vừa rồi đã tốt nghiệp đại học, cháu đang làm hồ sơ đi xin việc. Bác ơi, bây giờ ấy xin việc nó khó lắm đấy bác ạ. Đấy, hôm trước ấy, cái đứa cháu ở quê nhà em đây, con nhà bà gì đấy, lên xin việc vào công ty anh Hải nhà em. Đấy, mang tiếng là bác làm giám đốc nhưng mà anh Hải nhà em có quyết được cái gì đâu. Bác gái thì khiêm tốn. Em với thật với bác chứ, bác dài nhà mình làm giám đốc thì làm gì để lo được về. Anh. Ôi, anh Hải, ôi dồi, nó bác vẫn như ngày xưa. Lổ lắm rồi anh nhỉ. Trông chú vẫn thế. Bác này, hôm vừa rồi thằng cu Minh nhà em nó khoe là nó lộp hồ sơ vào công ty của bác. Bác cũng thông cảm cho vợ chồng em chứ trong việc này thì vợ chồng em không giúp gì được bác rồi. Không phải thế, mà cháu Minh nhà em ý đã có quyết định đi làm rồi bác ạ. Thế à? Mà cái người tuyển dụng nhân sự hôm đấy không phải là bác đúng không? Thế hôm nay bác đến nhà em là... Dạ đây, em có cái này. Em có cái này gửi hai bác. Đây ạ, em gửi bác ạ. Cái này là... Chả là thế này, ngày xưa hai bác dọn nhà ấy có bỏ quên cái cuốn album này trong cái gian tập thể cũ. Em nhặt được, nhưng không biết hai bác ở đâu mà gửi, em đành phải giữ lại. Chú Chí, quý hoa quá. Đúng là bao nhiêu năm mà chú lại giữ lại cho gia đình tôi cuốn album này, đúng là vô giá. Cảm ơn chú. Vâng ạ. Cảm ơn chú nhiều lắm. Em cứ nghĩ là sẽ không bao giờ tìm được cuốn album này. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ký ức của gia đình em đều nằm trong cuốn album này. Cảm ơn anh đã giúp em giữ nó gần ấy năm. Bác Chí này. Dạ. Em không biết phải cảm ơn bác thế nào cho phải ạ. Ôi trời ơi, có cái gì đâu, con cuốn album em giữ trong gửi cho hai bác cái gì. Mà được gặp hai bác thế này là quý rồi, bay nhé. Chú về nhá. Dạ. Tôi nói này, cuốn album có thể cũ nhưng mà tình anh em thì không bao giờ cũ được. Vâng ạ. Bác Chí này. Dạ. Lúc nãy em có chút không phải với bác. Bác cho em xin lỗi nhá. Ôi trời ơi, mấy cái chuyện lằng nhằng thế thì em để bụng làm gì. Thôi, em chào hai bác em về ạ. Chú về nhá. Em về đây. Chào bác ạ.